năm cũng bắt chước Hollywood làm phim về siêu nhân. Phim gì bà? Siêu nhân thiệt ngoài đời đó bà. Vì có mặt ở đây quý vị sẽ không đứng yên được tại chỗ giống như khoai nè. Buổi họp báo ngày hôm nay đang diễn ra rất là sôi nổi, không khí hiện giờ đang rất là tưng bừng và tất cả mọi người đang rất là chờ đợi một hồi họp để xem bộ phim như thế nào. Không khí của buổi ra mắt phim hôm nay thì rất là hoành tráng và có lẽ là lần đầu tiên mà thấy một buổi ra mắt phim hoành tráng như vậy. Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một cái người hùng được, một người hùng cho chính bản thân chúng ta, cho chính gia đình chúng ta, cho bạn bè chúng ta. Và tôi tin rằng với tay nghề và với tài năng đạo diễn Quang Dũng sẽ mang đến cho quý vị khán giả một món ăn tinh thần đúng nghĩa. Lúc tôi cũng khá là trẻ, nhưng nếu nơi nào cần, tôi sẽ góp phần dù sau này có chút hối hận. Tôi sẽ dễ cận, nhưng cũng hay giận. Có lúc bâng khuâng, những lúc bần thần vì sao mình là siêu nhân. Nhưng cuộc đời này vẫn rất cần, chỉ biết thế. Yes, I am siêu nhân. Vừa hay ai mới ngang qua từ cơn phong ba. Dù bao ngang trái có ta để tôi kêu. Thì xem xong bộ phim siêu nhân rất là thích. Đây là một cái dấu hiệu là điện ảnh của Việt Nam mình đang phát triển rất nhiều. Tại sao thì rất là tự hào và vui. Nếu như quý vị đến rạp xem phim siêu nhân X sẽ không phải thất vọng. Có thể nói là có quá nhiều điểm để khen ở trong bộ phim này. Chắc chắn quý vị nếu mà đã bỏ tiền ra và xem phim siêu nhân X này thì chắc chắn là sẽ thấy là mình không bị phí tiền và muốn giới thiệu cho bạn bè mình xem. Và bên này rất là mong là một phim sẽ thành công rất là lớn. Quý vị ơi, hãy tới coi phim siêu nhân X. Các diễn viên quậy tưng bừng và bộ phim rất là vui. Cùng nhau đến rạp đi nào. Yeah! Chúng tôi cũng rất là mong rằng là các bạn cũng sẽ có những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời với siêu nhân X. Hy vọng mọi người hãy đến để ủng hộ bộ phim Việt, bộ phim siêu nhân X. Hãy cùng đến giảm chiếu phim và đón xem phim siêu nhân X. Nhớ đón và khám phá ai là siêu nhân X. We love the world. Trên cao cùng muôn trăng sao, dọc ngang ta ngắm môi bao vì sao tê lửa. Bỏ sau lưng những con đường, bỏ lại giấc mơ phi thường. Là nghiệp nghe tiếng yên bình trên đất.